Ngày hôm nay, Neymar lại sống trong những giai điệu và âm hưởng của chiến thắng. Điệu Samba lại được vang lên trong phòng thay đồ của đội tuyển Brazil sau chiến thắng của họ trước cầu thủ Peru tại trận bán kết của Copa America diễn ra vào sáng nay. Trên sân số 10 của Seleção dẫn dắt lối chơi của toàn đội là nguồn cảm hứng bằng những lần đi bóng hay những đường truyền chất lượng để mở ra cơ hội cho các đồng đội. Còn phòng thay đồ, Neymar cũng là người khơi mào cho bữa tiệc của các cầu thủ Brazil. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là vậy, tài hoa và mang đậm chất nghệ sĩ từ trong cho tới ngoài sân cỏ. Anh từng hát vang những câu từ du dương của bản Balada Voa trước hàng vạn người dân Brazil đang reo hò phía dưới. Neymar là một người sẵn sàng đắm chìm trong si mê của cảm xúc. Balada Voa nổi bật với những lời mời gọi, những bữa tiệc tùng xuyên đêm. Em yêu ơi, sẽ có những bữa tiệc khi đêm về, người có ở cùng anh khi tới trời hửng nắng. Có những lời mời gọi thật hấp dẫn, nhưng đối với Neymar, anh vẫn chưa thể nghe theo tiếng gọi của danh hiệu mỗi khi khoác áo Seleção. Đã bước sang tuổi 29 và được coi là một trong những cá nhân nổi trội nhất về cả kỹ năng và cá tính mà bóng đá Brazil từng sản sinh ra trong lịch sử. Thế nhưng những chiếc vô địch ở các giải đấu lớn dường như vẫn đang lảng tránh siêu sao này. Copa America lần này thật khác, trận bán kết vừa qua trước đội tuyển Peru là một minh chứng rõ ràng nhất để có thể khẳng định được tầm quan trọng của số 10 đang khoác áo Seleção trong đội hình huấn luyện viên Tite. Các cầu thủ Peru phải phát mệt với mỗi lần mà bóng nằm trong chân của Neymar. Anh ngoặt trái, quẹo phải, sâu kim đối phương và đối thủ chỉ còn biết đốn ngã anh trong vô vọng để giải tỏa sự ức chế dồn nén bấy lâu. Nhưng như một nghệ sĩ đã vào khoảng không gian riêng của mình để phiêu, Neymar dễ dàng đi bóng khi trước mặt anh là ba cái bóng áo trắng của Peru. Anh vượt qua hai, xỏ háng người thứ ba và trả bóng ngược lại cho Lucas Paqueta đang đứng ở chính giữa khung thành. Phần việc còn lại của tiền vệ đang khoác áo Lyon là quá dễ dàng khi thủ thành Galese của Peru đã bị kéo ra khỏi vị trí, còn các thủ phòng ngự đối phương cũng không thể áp sát kịp. Một bàn thắng tương đối dễ dàng của Paqueta. Phải thôi, vì chàng trai của chúng ta đã làm hết phần việc khó nhất rồi mà. Số 10 của Seleção hoàn thành 90 phút của trận bán kết với sự nhẹ nhàng trong cách chơi, khiến chúng ta cảm tưởng rằng anh không tốn bất cứ một giọt mồ hôi nào. Neymar chạm bóng 84 lần, mở ra hai cơ hội rõ ràng cho các đồng đội, rê bóng thành công tới 5 lần và có 3 tình huống mang về cho đội nhà những quả đá phạt cố định. Và tất nhiên rồi, một pha kiến tạo lột tả được hết những phẩm chất khác người của Neymar, đọc tình huống tốt, rê bóng lắt léo và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Phong độ của Neymar cùng Brazil ở giải đấu lần này có thể nói là hoàn toàn thuyết phục. Ở vòng đấu bảng, họ nhẹ nhàng giành 3 chiến thắng và 1 trận hòa để tiến bước vào vòng trong với vị trí nhất bảng, trong đó có chiến thắng trước chính Peru với tỷ số 4-0. Việc chỉ phải rơi vào bảng đấu dễ thở hơn khiến cho đội bóng áo vàng xanh thể hiện sức mạnh vượt trội tuyệt đối trước các đối thủ khác là Venezuela, Peru, Colombia hay Ecuador. Đó cũng là khi Neymar cùng các đồng đội có thể thoải mái bay nhảy và trình diễn những gì tốt nhất của mình. Trong 4 trận đấu vòng bảng, Seleção đã ghi đến 10 bàn và chỉ 2 lần để lọt lưới. Một cuộc dạo chơi thực sự của đoàn quân huấn luyện viên Tite. Với riêng cá nhân Neymar, anh có cho mình 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo. Với vai trò đầu tàu của đội bóng, những điệu nhảy của anh đã thực sự tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho đội bóng áo vàng xanh. Bước vào vòng knockout, đây mới là những lúc thử thách bắt đầu và Brazil mới thực sự được nếm trải sự khắc nghiệt của giải đấu Copa America. Đoàn quân huấn luyện viên Tite đã thực sự có một trận đấu hú vía và bở hơi tài trước đối thủ Chile khi họ phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp thi đấu thứ hai. Chỉ ít phút sau khi Brazil có được bàn thắng sau pha phối hợp giữa Neymar và Paqueta ở đầu hiệp 2, pha vào bóng bạo lực của Gabriel Jesus đã khiến cho tiền đạo mang áo số 9 phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp và đẩy đội bóng của anh vào thế khó. Thế nhưng đây mới là lúc mà Seleção thể hiện bản lĩnh của mình. Mặc dù thi đấu thiếu người, Brazil đã phòng ngự rất kiên cường và không để cho Chile có thể tạo ra quá nhiều cơ hội. Và lại một lần nữa, Neymar là một trong những ngôi sao nổi bật nhất ở trên sân. Không chỉ có đường truyền giúp cho Paqueta ghi bàn, mà chính tiền đạo mang áo số 10 cũng là ngòi nổ chính của Brazil trong giai đoạn bị ép sân sau đó với những pha đi bóng lắt léo và kỹ thuật làm giảm tải áp lực cho hàng thủ. Nếu một đội bóng muốn giành chức vô địch, đội bóng đó phải sở hữu những khoảnh khắc mà người ta thường nói là chân mệnh thiên tử. Những điệu nhảy của Neymar đã giúp Brazil vượt qua vòng bảng một cách thuyết phục, đã giúp cho Seleção vượt qua nghịch cảnh, lại thêm một trận đấu tỏa sáng và con đường đến chiếc cúp đầu tiên của Neymar lại càng gần hơn. Hãy cùng ngược thời gian quay lại với thời điểm cách đây 1 năm khi mà siêu sao người Brazil ngạo nghễ bước vào sân vận động Dallas ở Bồ Đào Nha trong trận chung kết Champions League với Bayern Munich. Đó cũng chính là thời điểm mà Neymar cũng rất được kỳ vọng để có thể trở thành nhân tố chủ chốt, đưa đội chủ sân công viên các hoàng tử đến tới đỉnh vinh quang. Sức mạnh càng lớn thì cũng sẽ đi kèm với trách nhiệm càng cao. Có lẽ Neymar hoàn toàn có thể hiểu rõ được ý nghĩa của câu nói này và biết được rằng anh đang phải gồng gánh trên vai một nghĩa vụ cao cả hơn bao giờ hết, đó là viết nên chiến tích lịch sử cho đội bóng đến từ nước Pháp. Anh đã thất bại trong nhiệm vụ ngày đó để tiếp tục lấy thương đau làm kinh nghiệm. Để rồi 1 năm sau tại giải đấu đang diễn ra tại quê nhà Brazil, Neymar lần này cũng đang trên con đường tìm kiếm danh hiệu Copa America đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Một danh hiệu có thể nâng tầm ảnh hưởng của chính anh trong màu áo của Seleção.
Vai trò của Neymar trong màu áo gã nhà giàu nước Pháp có thể nói là không thể thay thế, và những màn trình diễn đỉnh cao tại đấu trường Champions League mùa giải trước chính là minh chứng rõ rệt nhất cho điều đó. 6 bàn thắng và 2 đường kiến tạo đã chứng minh được giá trị của Neymar tại sân chơi lớn nhất châu Âu cấp độ câu lạc bộ. Kể cả mùa giải vừa qua, khi mà Paris Saint-Germain trả được món nợ với Bayern Munich ở loạt trận tứ kết, Neymar vẫn cho thấy được niềm cảm hứng của anh có ý nghĩa quan trọng như thế nào với đội chủ sân công viên các hoàng tử. Anh không trực tiếp ghi bàn nhưng lại có tới 2 đường kiến tạo để mang về chiến thắng đầy thuyết phục của đương kim bá quân Champions League. Nhưng khi trở về với quê nhà Brazil, trở về với nơi đã sinh ra một thiên tài bóng đá như Neymar thì anh mới có thể thực sự hòa mình vào với môn thể thao vua và tận hưởng nó. Nguồn cảm hứng bất tận của ngôi sao 29 tuổi đang được thể hiện qua từng trận đấu ở Copa America năm nay, và chắc chắn rằng hơn bao giờ hết, đây sẽ là thời điểm để anh có thể bước lên đỉnh của châu lục nhờ vào khả năng truyền cảm hứng tới các đồng đội của mình. Chất riêng của Neymar đang làm nên sự khác biệt tại giải đấu lớn nhất Nam Mỹ, và đó chính là một trong những yếu tố quan trọng mà đội tuyển Brazil cần để lên ngôi Copa America. Tất cả những yếu tố đó đang đưa Neymar đến một điểm mà anh hằng mong đợi, danh hiệu lớn đầu tiên của đội tuyển Brazil. Với một ngôi sao lớn như Neymar, với một đội hình luôn tràn ngập các ngôi sao như tập thể Brazil, thật khó tin khi biết rằng Neymar chưa từng giành danh hiệu lớn nào cùng Seleção. Tất cả những gì tốt nhất mà Neymar giành được trong màu áo vàng xanh chỉ là một FIFA Confederations Cup 2013, một chức vô địch giải trẻ Nam Mỹ năm 2011, huy chương vàng Olympic 2016 là thành tựu đặc biệt trên sân nhà, nhưng vẫn không phải là cùng đội tuyển quốc gia. Sự thực là Brazil đã từng vô địch ngay ở kỳ Copa trước năm 2019 diễn ra cũng ngay trên sân nhà, nhưng đó là giải đấu mà ngôi sao áo số 10 đã phải vắng mặt vì chấn thương. Thật trớ trêu cho Neymar mang danh là đầu tàu, là ngôi sao sáng nhất của đội bóng, nhưng khi anh dẫn dắt Brazil tại các giải đấu lớn thì họ thất bại, còn khi anh vắng mặt thì họ lại giành chiến thắng. Chỉ một tuần trước khi Copa America 2019 khởi tranh, Neymar lãnh một cú tắc bóng ác ý từ đối thủ trong một trận giao hữu và bị rách dây chẳng mắt cá chân. Một chấn thương nặng khiến anh phải bỏ lỡ cả giải đấu được tổ chức ngay tại quê nhà của mình. Chúng ta hiểu lại một lần nữa, giấc mơ của anh đã bị dập tan mất rồi. Neymar lại một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Không biết khi nhìn các đồng đội nâng cao chức cúp vô địch ở trận chung kết năm đó, Neymar sẽ nghĩ gì? Có lẽ anh vẫn sẽ cảm thấy vui cho các đồng đội, cho đội bóng của mình, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác tủi thân bởi số phận tại sao cứ mãi quay lưng với Neymar như thế. Và đây sẽ là lúc để Neymar thay đổi vận rủi của mình. Copa America 2021, Neymar đã góp mặt và anh đã dẫn dắt Brazil tiến tới trận đấu cuối cùng. Neymar không gặp phải chấn thương nào cả, anh hoàn toàn sung sức và đang ở trạng thái tinh thần rất cao sau những màn trình diễn thăng hoa ở các trận đấu trước. Lúc này, tinh thần là điều mà Neymar cần phải chuẩn bị kỹ càng nhất. Hãy gạt bỏ chấn thương vào năm 2019 đi, hãy gạt bỏ thất bại trong trận chung kết Champions League đi. Vinh quang đã ở rất gần rồi. Ở trận chung kết trên sân Maracana, nhiều khả năng Neymar sẽ phải đối diện với người anh thân thiết Messi của mình. Messi cũng giống Neymar khi anh chưa từng có được vinh quang trong màu áo đội tuyển, mặc dù đã sưu tập trọn vẹn mọi danh hiệu cấp độ câu lạc bộ. Trận đấu giữa hai ngôi sao xuất sắc bậc nhất thế giới, nhưng thực chất sẽ là cuộc đối đầu của hai kẻ cùng khổ. Quyết tâm của Messi sẽ là rất lớn. Nếu như Neymar muốn đạp lên hy vọng của người đàn anh sẽ phải có cho mình một quyết tâm lớn hơn. Cầm loa thùng hay cầm cúp về nhà đây, hả Neymar?